Và đó là những cảnh báo về tai nạn giao thông trong một điểm mù giao thông. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục khách mời ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như chúng tôi từng chia sẻ thì mỗi một nhân vật xuất hiện trong khách mời hôm nay sẽ truyền đi những cảm hứng, đúng không ạ? Đó có thể là những nghệ sĩ, đó có thể là những nhà văn, đó cũng có thể là những người rất bình thường nhưng họ không hề tầm thường khi họ luôn truyền cảm hứng về sự cho đi và nhận lại. Và ngày hôm nay, chuyên mục khách mời hôm nay của Việt Nam Ngày Mới mời quý vị cùng đến với tỉnh Hậu Giang, nơi có đôi vợ chồng già gần 50 năm qua cùng đã làm một công việc hết sức tốt đẹp, đó là hái thuốc nam tặng miễn phí cho các phòng khám từ thiện. Điều khiến cho nhiều người ngưỡng mộ là ông bà đến nay đã gần 100 tuổi nhưng vẫn đều đặn với công việc thiện viện này mỗi ngày. Cây này là cây hắc hương để dành cho con nít uống rồi chị Hoa. Nó là cái dây này là hà thủ ô trị máu huyết nè. Hái thuốc, cắt nhỏ, phơi khô rồi mang đến các phòng khám từ thiện. Đó là việc làm đều đặn mà ông Đấu cùng bà Chăm, vợ của mình, đã làm trong mấy chục năm qua. Có những loại thuốc quý, khó tìm, ông bà tìm giống rồi mày mò trồng trong chính vườn nhà của mình. Dù đến nay, cây thuốc không còn nhiều như xưa, công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nhất là với người lớn tuổi như ông Đấu, bà Chăm. Thế nhưng niềm vui như nhân lên khi những người con của ông bà sẵn lòng bỏ thời gian, công sức để phụ giúp. Công việc này là giúp nhiều người, tại vì mình còn khỏe, mình có nhiều sức khỏe để mà mình giúp được ai thì mình giúp thôi. Giúp đỡ mọi người là rất là vui. Thì con cháu trong nhà cũng kêu ông bà nghỉ, tại vì ông bà cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không có được như trước nữa. Nhưng mà ông bà không chịu. Ông bà kiểu muốn làm cho bận tay chân để mình giúp mọi người thôi, chứ ông bà không chịu nghỉ, con cháu cũng khuyên dữ lắm. Hình ảnh người đàn ông đều đặn chở từng bao thuốc đến các phòng khám từ thiện có lẽ đã không còn quá xa lạ với người dân Hậu Giang. Chiếc xe đạp cũ kỹ của ông đã chở biết bao niềm vui, niềm hy vọng đến với người bệnh. Cũng nhờ vậy, các địa điểm khám chữa bệnh từ thiện quanh vùng cũng có thể duy trì hoạt động. Nhiều bà con nghèo có cơ hội được điều trị với nguồn thuốc đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang ở một miền quê xa xôi yên bình của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nơi mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai nhân vật mà chúng tôi vừa đề cập từ Việt Nam Ngày Mới, từ khách mời hôm nay, đó là ông Nguyễn Văn Đấu và bà Nguyễn Thị Trâm. Hai ông bà, ông thì đã hơn 90 tuổi, bà thì cũng đã hơn 80 tuổi, tuy nhiên đã hơn 50 năm bền bỉ và gắn bó với công việc tìm thuốc từ thiện để giúp đỡ cho mọi người. Và với ông bà thì cái công việc này nó không ngơi nghỉ chút nào hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ ông bà. Con chào ông, con chào bà. Không biết là tại vì sao mà ông bà gắn bó và chọn cái công việc từ thiện khá là vất vả này ạ? Cái này nó cũng không phải có cái gì, tại cái lòng mà mình nó thấy mà người ta bệnh mình chịu không nổi, mình đi chùa mà thấy dân họ đau rồi lại những cái thuốc khó tìm mà mình tìm được thì mình về sao mình đi tìm mấy chục năm nay rồi chứ nói là có chứ. Không biết là từ ban đầu á, là ông hay là bà quyết định là làm công việc từ thiện này, và người ta nói là đồng vợ đồng chồng thì dạ bà đi trước rồi ông nói cho bà đi, có ai cười không mà bà không thấy người ta nói gì không? Tôi lên tao thấy tôi đi hỏi bộ bà đi cắt cỏ cho đâu bò ăn gì hả bà, cái tôi cái lại chính bà la tôi, cái tôi không nói nữa, cái về tôi nói ông vậy, ông đi ông đừng nói chuyện ai hỏi mình làm tội nín thinh đi, tưởng giả đồ nghe ông đi hai ba lần ông quen ông đi, ông đi nhiều tôi đau tôi bệnh ông bà nghĩ thì tôi đi thế giờ tôi không được, ai ăn lấy ngon, ai ăn lấy ngon thấy không con? Dạ. Yeah. Thôi vậy ông đi tôi đi tôi bớt tôi cũng đi nữa, không chịu ở nhà. Đi vui hả nhà? Dạ. Như thế này mình đi tìm thuốc như vậy á, thì ban đầu á mình có biết là cái tại sao mình biết cái cây đó là cái cây thuốc nam để chữa bệnh mà mình đi tìm? Như làm nhãn lồng rồi là mình thường mình cũng biết rồi, nhãn lồng thảo nam rồi thảo đất cung thảo đất rồi nó biết hết trơn rồi. Người ta bài người ta nói cái gì mình kiếm cái nấy vậy cùa nó cái đó tôi xài đó cái đó không có kim nữa chúng biết mà nó nhóc hết trơn vậy đó. Như ông cái này là cái cây gì vậy ông? Cái cây này là cây cỏ xước. Dạ. Cái này nói chuyện cái bệnh gì tôi cũng không hiểu nữa nhưng mà ở ngoài chùa quý nó đi lắm.
À, tức là ở ngoài chùa họ cần, xong rồi bắt đầu họ nói là mình đi tìm cái này đi để giúp họ, đúng đó, không? cái gai đi thu đi ra chùa rồi nó chở như này nè, cái này là kêu dạng 24 cái hà nè, thủ ô đó. hà thua người ta là dạng 24 không, mỗi lần ra chùa cái gì có dạng 24 không chở cho tôi. Như vậy á thì bấy lâu nay ông tìm thuốc á thì ông có gặp một cái sự cố hay là nó nguy hiểm ảnh hưởng đến bản thân mình hay không? Hay là Thôi 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 cái thôi, đó thì cái có đó rồi, là bình ông đánh thường. tối ngày có khi ngày qua cũng Ông quýnh mặt vô lạnh với kinh kinh. luôn, ông rồi dẻ, ông nghệ, ông bần, ông lát, ông vú bò gì, nó Hồi quýnh đó tôi bò đi càng luôn. gắn cắn ông đánh Mà tôi cái tâm tôi vẫn vui. Bây giờ mình vui là có cái mình giúp cho bà con mau hết bệnh mà nó không có trở ngại cho mình. Cây thuốc nó vẫn tốt. Mình đi nó đúng buổi sáng mình bứt, rửa sạch rồi mình xắt tới 8 9 giờ tối gì cũng được. Có bút buổi sáng à. Bây giờ là ông cũng đã hơn 90, bà thì hơn 80, tuổi cao, sức cũng yếu đi. Và hơn 50 năm mình gắn bó với cái nghề làm từ thiện, đi kiếm thuốc từ thiện như thế này. Thì có bao giờ mình nghĩ là thôi làm cực quá, mệt quá, bây giờ lớn tuổi rồi, mình không làm nữa. Không có than mệt sao vậy cho Không có than mệt, cái mình đó làm không than. hoài thôi mà chừng nào gì giá em lưng nào cho hai cái tay gì khỏe Càng không làm có bắt càng sáng mệt, là gì đi tối hoài ngủ càng ngon. chừng nào mà nằm chỗ đi không được rồi phải thôi nó Ngủ thiệt vậy đó ngủ ngon lắm. Thấy cái dây thuốc đó mà không nhổ là về ngủ không được. mình cứ nguyện vọng giá vậy hoài à. Tính mình tới già thôi mình không có nghĩ gì hết trơn Tôi không nghĩ cái không có đó nghĩ rồi. cái gì hết trơn Chừng nào mà hết nổi mà thì thôi, chứ còn thế không có không nói có được nghĩ. mà vậy mà không có tiền xài không có nói không có nói Không gì không hết có mong cái vụ thả đó. tôi lên mạng đó nha Tôi thiện không? ba phiến này triệu tiền xăng tôi còn không nhận nhận đó thả tôi đi em tôi à chừng nào đổ đế tôi làm không nổi rồi tôi Con thay mặt cho chương trình cảm ơn ông với bà nhiều lắm, và con cũng kính chúc sức khỏe đến ông bà để mình tiếp tục với cái tấm lòng, cái trái tim của mình, để mình có thể giúp được nhiều người hơn nữa, mình tìm được nhiều cây thuốc quý nữa để mình giúp cho cộng đồng. Cảm ơn ông bà. Cô Rồi, cảm ơn con thôi các cho mấy đi cháu ở cứ trên. nghĩ đi chừng nào mà gì đi không nổi đấy ha vậy con mắt không thấy được gì nghĩ à chắc còn đi được rồi con mắt thấy được vẫn kiếm hoài Thưa quý vị và các bạn, và đến đây thì chuyên mục khách mời hôm nay của Việt Nam Ngày Mới cũng đã kết thúc với hai nhân vật rất là đặc biệt, ông Nguyễn Văn Đấu và bà Nguyễn Thị Trâm ở vị Thanh của Hậu Giang. Chúng ta thấy có những cái công việc chỉ bằng tấm lòng, bằng trái tim của mình thì nó sẽ lan rộng và lan tỏa ra với cộng đồng. Mặc dù không mặc những chiếc áo blue trắng, tuy nhiên bà con trong vùng, ở cả một vùng quê này cũng kính trọng ông bà, gọi ông bà như là lương y, như từ mẫu.